Đây là cái điện thoại Vertu, một chiếc điện thoại Vertu như mới tại Kỳ Lân Luxury. Wow, không nói nổi thành lời. Vâng, xin kính chào tất cả các bác đến với Kỳ Lân Luxury. Ngày hôm nay Kỳ Lân Luxury hân hạnh giới thiệu với tất cả các bác một cái siêu phẩm điện thoại Vertu S, một siêu phẩm điện thoại Vertu Synergy S mới vừa đem từ London về, đem từ thủ đô của Vương quốc Vertu, một cái thủ đô của Vương quốc Vertu, tại showroom của Vertu, tại công ty điện thoại đình đám, công ty điện thoại nổi tiếng, công ty điện thoại lớn nhất, sản phẩm điện thoại thương hiệu lớn nhất, giá trị nhất của một cái hãng điện thoại, đó chính là điện thoại Vertu. Và nói đến Vertu thì chắc chắn rằng mọi người sẽ nghĩ ngay đến nước Anh, xứ sở của Vertu, thương hiệu đến từ nước Anh, một cái mã UK. Đây em mới vừa cầm từ London về, mới vừa gửi từ London về. Và bây giờ em sẽ đứng lại để em khui ra cho các bác xem điện thoại Vertu nguyên hộp, Vertu xin được đem từ nước Anh, London về Việt Nam tại Kỳ Lân Luxury. Wow, đây là một cái điện thoại Vertu mà chắc hẳn rằng rất nhiều bác đã từng ước ao. Vâng, em đang có điện thoại chứ. Vâng, vẫn là một cái Vertu Synergy S em đang dùng. Còn cái Vertu này khác biệt gì so với cái Vertu em đang dùng? Đó chính là con này là nguyên hộp, máy gần như là mới 100%, gần như là mới 100%. Phải nói là cực kỳ vinh hạnh và cực kỳ tự tin và cực kỳ gọi là sướng. Nói chung là mình là một cái gì đó, mình có một cái gì đó nhưng mà người khác khó có được. Và người khác muốn mua được một sản phẩm tương tự như vậy rất là khó để có được. Mà mình có được cái sản phẩm như vậy thì tự nhiên mình tự tin, mình nó đã lắm, cảm giác nó đã lắm. Thì cảm giác này thì bác nào đã từng chơi hay là bác nào đã từng có những cái sản phẩm như thế này bên mình rồi thì chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác đó. Nó đã vô cùng. Vì mình đã có được một cái sản phẩm mà không phải ai cũng có thể có được, cho dù có tiền cũng chưa chắc gì có được. Nó đã lắm, cảm giác nó cực kỳ đã. Không phải là điện thoại không, đồng hồ cũng vậy, hay là những cái thú chơi khác, hay là những nanh móng, hay là bất kỳ những cái gì vật dụng gì, hay là kính, hay là bất kỳ nhãn mỹ hay cái gì đi chăng nữa, thì mình có được một sản phẩm mà limited, hoặc là một sản phẩm mà nguyên bản nguyên dinh theo năm tháng tuổi đời nó, mà bây giờ còn một máy mới kênh sờ ban nguyên hộp như thế này, gần như là 100% luôn như thế này, thì thật sự mà nói thì rất là khó, cực kỳ khó. Và bây giờ mình sẽ bóc. Đây, em sẽ lùi ghế cho các bác xem. Ok. Rồi, em sẽ chỉnh kính xuống camera xuống một xíu. Đây, đó. Rồi. Thì trên hộp như thế này, nó sẽ có hai cái hộp nhỏ. Một trong hộp to nó sẽ có hai hộp nhỏ. Đây là cái túi để mình chống ẩm thôi, nên mình lấy ra. Trong một cái hộp to thì nó sẽ có hai cái hộp nhỏ. Đây là phiên bản đời đầu nha. Ví dụ như một con Vertu S mà phiên bản đời sau á thì mình có thể tìm, cũng có thể có. Nhưng mà tìm được một con Vertu Synergy S đời đầu, tức là nó sẽ tăng cái độ hiếm và độ sưu tầm, giá trị lên rất là cao. Tuổi đời nó cao hơn và nó mới trên sờ ban gần như 100%, mà tuổi đời nó cao hơn, tuổi đời nó thấp hơn với con kia, tuổi đời nó sâu tuổi hơn với con kia, thì cái độ chắc, độ giá trị nó mới phê lắm, kê cực kỳ phê luôn. Đây em sẽ khui hai hộp cho các bác xem. Hộp bên trong là hộp máy, hộp bên ngoài là hộp phụ kiện, và em sẽ đi từ hộp phụ kiện đến hộp máy sau cùng. Đây, bên trong thì mình sẽ khui ra hộp nhỏ, hộp của phụ kiện nha. Wow, vừa mở ra thôi là chưa cần biết bên trong có gì,
nhưng mà nó đem lại cho em một cái cảm giác, một cái mùi mà chỉ có hàng chính hãng mới có thôi. Cái mùi da của hộp rất là thơm và nó đã lắm, chỉ có hàng chính hãng mới có thôi, chỉ có hàng chính hãng mới có thôi nha, em nhấn mạnh lại. Ok rồi, vẫn là bên trong có những cái túi chống ẩm để bảo vệ những cái sạc hay là cáp sạc ô tô. Mình lấy ra đây cho nó gọn, thì bên trong nó có như thế này. Đây, một cục sạc Vertu, một cục sạc Vertu. Đây là sạc Vertu luôn nha, sạc mang tên Vertu nha. Vertu. Zin gần như là new luôn, gần như là new 100% luôn. Rồi, tiếp theo là một cọng dây cáp. Vâng, một cọng dây cáp. Rất là đã. Và cái điều này mới quan trọng nè. Vì bác xài Vertu nhưng mà lên ô tô không có sạc cho ô tô đâu. Trong hộp này có luôn sạc ô tô cho Vertu, xài đúng sạc chuẩn của nó luôn, mang thương hiệu Vertu. Đó, đây là hộp phụ kiện bên trong của hàng chính hãng Vertu Synergy S. Rồi, ok. Em bỏ lại túi chống ẩm để mình bảo vệ nó không bị hư dây một dây. Và bây giờ mới quan trọng nhất của cái điện thoại này nè. Quan trọng nhất là cái gì các bác? Quan trọng nhất là cái sản phẩm chính của chúng ta. Đây là cái điện thoại Vertu. Một chiếc điện thoại Vertu như mới tại Kỳ Lân Luxury. Wow. Wow, 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 wow. Không nói nổi thành lời. Cảm xúc nói lên điều đó đã quá. Bản thân em đã khui nó ra rồi, bản thân em đã từng xem nó qua rồi, đã xem trước khi quay clip này rồi. Nhưng mà bây giờ mở lại xem vẫn cảm giác hồi hộp và vẫn cảm giác cực kỳ đã. Nó đã từ trong lòng, nó đã từ trong tâm, bởi vì mình cầm một cái sản phẩm mà nó đã cực kỳ đã, không phải có tiền mà mình mua được một con nguyên bản nguyên zin như mới như thế này. Ôi trời ơi. Và video clip này em đang thực hiện tại Đà Lạt. Em đang thực hiện tại Đà Lạt. Một dịp rất là quan trọng, một dịp rất là vô tư cho du lịch, một dịp rất là thoải mái để đi du lịch. Và em đã quay nó tại Đà Lạt, một khung cảnh rất mộng mơ. Lát nữa em sẽ quay cho các bác sơ khung cảnh tại Đà Lạt. Không cần nói nhiều, không cần giới thiệu nhiều, hình ảnh đã mang đủ điều mà em nói lên rồi. Các bác nhìn đi, các bác nhìn đi, các bác nhìn giùm em đi. Đây, em sẽ lấy nét cái này đó, các bác xem đi. Nó mới đến mức độ mà giống như là chúng ta mới vừa khui hộp thời điểm mới ra đời. Con máy này được để tại showroom của Vertu nước Anh và được đem về Kỳ Lân Luxury. Đối với Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên cung cấp tất cả sản phẩm nguyên bản, nguyên zin chính hãng. Đó là ba tiêu chí đầu tiên: một là nguyên bản, hai là nguyên zin, ba là chính hãng, và thứ tư là tùy thuộc vào mỗi sản phẩm nhưng nó phải bắt buộc phải là tối thiểu 95% like new và new. Và sắp tới sẽ không có những cái sản phẩm 95% luôn, hầu như là like new và new thôi. Thì nói chung là 95% thì để giảm giá thành cho một số bác mua được sản phẩm chắc giá vừa một tí. Còn mà bác nào muốn like new và new thì liên hệ đến Kỳ Lân Luxury nha. Đây, mọi thông tin chi tiết đâu rồi, cái cạc của em đâu rồi? Đây, mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ truy cập trực tiếp vào website này nè, kỳlanluxury.com. Còn cái thông điệp là đẳng cấp chính hãng nguyên bản nguyên zin sưu tầm và like new đến new. Đó là cái những cái điều kiện sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Và bây giờ thì các bác sẽ nhìn sâu hơn một tí nữa. À, khoan, cái này mới quan trọng nữa nè. Em sẽ mở cái hộp mà đựng cái máy điện thoại ra. Các bác sẽ nhìn bên trong đây ạ. Vâng, nó có hai quả pin. Lưu ý với em là pin zin theo máy, pin zin theo máy nha. Không phải là pin linh kiện hay pin phôi zin hay là pin làm zin gì hết á, pin zin theo máy, nói chung là pin zin theo máy, hai quả pin zin theo máy.
Hộp máy thì luôn luôn có hai quả pin zin thương mại, trong cái khay hộp nó cũng có cái chỗ để mình chứa. Mình chứa đây hai quả pin, các bác nhìn rõ mà. Vâng, đây là nhung zin của nó, tất cả là nguyên bản và nguyên zin. Thì bây giờ mình sẽ mở nguồn lên thử ha. Mình sẽ mở nguồn lên thử bằng cách là tháo máy ra, rất là đơn giản. Bên đằng sau lưng này nè, nó có một cái chốt khóa, mình sẽ mặc cái chốt khóa ra như thế này. Thay vì bình thường nó nằm sát vô bên trong vậy đúng không, thì bây giờ mình lật nó ra ngoài cho nó có cái thế để mình xoay dặn. Dặn là dặn ngược chiều kim đồng hồ giùm em. Rồi nó sẽ bung cái nắp ra như thế này. Chúng ta dỡ pin ra. Ok chưa? Rồi sẵn tiện em dán tem Kỳ Lân Luxury để bảo hành cho bác nào mua sản phẩm này. Đây. Rồi em sẽ bỏ pin vào. Các bác sẽ thắc mắc với em là tại sao ở đằng sau cái cục pin, khi mà dỡ cục pin lên mà nó sẽ không có khay sim đúng không ạ? Bác nào chưa xài Vitu thì các bác thông cảm nha. Các bác nào đã biết Vitu rồi thì thông cảm, tại vì sẵn đây clip này em sẽ hướng dẫn cho những bác chưa từng xài Vitu luôn. Là pin zin đây, đó. Thì bây giờ mình bỏ pin xong rồi. Đây là da zin của nó luôn nha. Các bác nhìn rõ mà, da zin nha. Da zin. Tất cả là zin hết. Và bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Thường thì ở dưới đây nè, nó sẽ có cái chốt khi mình mở ra bằng chốt hồi nãy á, chốt mà xoay này á, thì nó sẽ bung nắp ra, mình kéo ra ngoài. Lấy nắp ra ngoài luôn. Khi mà mình gắn lại á thì mình chỉ việc là ở dưới đáy của cái nắp nó sẽ có một cái lỗ, một cái ngàm. Mình sẽ chọc cái ngầm vô, cái ngầm vô cái lỗ này nè. Đó, các bác nhìn trên dưới thằng này có cái lỗ để mình chọc cái ngầm này vô đúng không? Rồi mình chọc xéo xéo nguyên nguyên cái nắp như vậy. Rồi mình ịn vô như thế này. Bóp lại là xong. Rất đơn giản. Và bây giờ giây phút quan trọng nhất khi chúng ta cầm chiếc điện thoại Bluetooth Cinedesk như mới này lên, mình sẽ làm gì ạ? Vâng, đó chính là mình mở nguồn. Đó, nó rung một cái. Sau đó, sau khi rung xong, các bác hãy chờ đợi đi. Nó hỏi mình là có chấp nhận khởi động chiếc điện thoại này khi không cần thẻ SIM hay không, bởi vì chiếc điện thoại này chưa bỏ SIM. Em khoan để cập đến SIM đã, em chấp nhận một cái. Đó là tiếng âm thanh quen thuộc của Vertu. Ai đã từng xài Vertu hay ai chưa từng xài Vertu, chắc chắn thích Vertu thì chắc chắn sẽ biết được tiếng chuông này, tiếng chuông thần thánh này. Không một chiếc điện thoại Vertu Trung Quốc nào, không một chiếc điện thoại Bluetooth Trung Quốc nào có thể nhái được âm thanh nó chính hãng như thế này được. Âm thanh Trung Quốc làm tiếng giống nhưng mà không bao giờ có độ sâu lắng như hàng chính hãng. Và thứ hai là cái phông chữ của Bluetooth Trung Quốc không bao giờ làm được như hàng chính hãng. Đó là cái điều đặc biệt. Và con máy này 2009, các bác nhìn rõ mà, 2009. Một phiên bản sưu tầm, cái giá trị cực kỳ cao. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau kiểm tra cái lifetime của nó. Một con Vertu 2009, một con Vertu phiên bản đời đầu S xin trẻ, giá trị sưu tầm cực kỳ cao, chất lượng sử dụng tuyệt vời, mà dùng mới có bao nhiêu ạ? Vâng, dùng mới có đây các bác xem, hơi chói nắng, các bác xem rõ chưa ạ? Vâng, bao nhiêu tiếng ạ? Mới có 4 tiếng thôi. Mới có 4 tiếng 15 phút. Ở đâu ra nữa, chỉ có tại Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury thì phải đưa cho các bác xem này, Kỳ Lân Luxury nha. Và bây giờ các bác muốn thử cái nhạc chuông thần thánh của nó không? Vâng, em thử đây. Em thử tiếng nhạc chuông thần thánh của nó đây. Chỉ có Vertu thôi nha.
âm thanh nó sẽ đưa chúng ta rất đi rất là sâu vào cái sự mà dễ chịu huyền diệu của nó. Cực kỳ trong, cực kỳ thanh, cực kỳ sâu lắng, cực kỳ sang trọng, cực kỳ đẳng cấp. Tất cả những điều đó thể hiện qua cái nhạc chung âm thanh này. Quá đã. Không cần cầm điện thoại lên, chỉ cần nghe tiếng nhạc chung thôi là em đã biết được, chúng ta đã biết được đây là sản phẩm điện thoại chính hãng hay không rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ đến cái phông chữ. Tất cả phông chữ. Thường thì Vertu chính hãng nó sẽ cho chúng ta biết được là khi chúng ta không bỏ sim thì nó không có sóng. Và đa số thì hầu như đa số là những cái loại Trung Quốc mà không bỏ sim vô thì có cục sóng lẫn cục pin. Còn hàng chính hãng thì sẽ không có, nếu không bỏ sim thì sẽ không có cục sóng. Một cái thêm cũng rất đẹp nữa. Tất cả là đây là mặt đá kính Sophia, gốm ceramic, da zin, thép không rỉ, thép siêu cao cấp, thì gọi là xếp hoặc là thép đẳng cấp luôn á, đẳng cấp của Vertu nó làm ra xa xỉ luôn á. Một cái điện thoại mà lắp ráp hoàn toàn thủ công bởi một người, hoặc là một kỹ sư điện thoại lắp ráp thủ công hoàn toàn, cực kỳ nghiêm ngặt, của hãng Vertu nổi tiếng đình đám trên toàn cầu. Và hôm nay nó đã nổi tiếng cùng với Kỳ Lăng Luxury, cũng sắp ra toàn cầu rồi, hiện tại là đang ra toàn cầu rồi. Đợi sự ủng hộ của các bác thì Kỳ Lăng Luxury sẽ được bùng nổ ra toàn cầu. Và hãy ủng hộ cho Kỳ Lăng Luxury, hãy săn những sản phẩm nguyên bản, nguyên zin, chính hãng và like new đến new tại Kỳ Lăng Luxury. Một con máy đẳng cấp, một con máy chính hãng, một con máy phục vụ cho niềm đam mê đầu tiên, một con máy phục vụ sự ngoại giao, giao tiếp, một con máy phục vụ cho sự đẳng cấp của bản thân. Mua máy, tìm máy, hãy tìm đến Kỳ Lăng Luxury để luôn luôn phục vụ. Điều đó là nó tối đa, nó làm cho chúng ta cảm giác thoải mái và cực kỳ đẳng cấp. Đừng mua một con máy không an toàn ở những nơi không an toàn, để rồi mình về mình làm thành kỹ sư nghiên cứu, mình đi nghiên cứu, mình đi xử lý, mình đi này nọ rất là cực. Hãy chọn Kỳ Lăng Luxury là đơn vị tiên phong trong cái vấn đề về điện thoại Vertu, Nokia 88, đồng hồ Rolex chính hãng, những sản phẩm đẳng cấp thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu. Wow, quá đã. Bây giờ em sẽ cho các bác dạo một vòng Đà Lạt ha. Đây, em sẽ để hộp xuống một bên. Em sẽ cho... À đây, 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 đây. Còn cả cái bịch hàng đem từ London về nè. Gửi hàng từ London về nè. London nè. United Kingdom. London. Đó, các bác thấy không? Đang vận chuyển qua hãng này, hãng vận chuyển này. Em đang đi dạo quanh tại thành phố Đà Lạt, một thành phố sương 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 mờ, thành phố nổi tiếng, một thành phố mộng mơ cùng với những sản phẩm đẳng cấp. Và hôm nay em đã có mặt tại Đà Lạt, và em xin nhấn mạnh lại tại đây với tất cả các bác là Kỳ Lăng Luxury là đơn vị cũng chuyên giao hàng tận nơi, đích thân em giao hàng. Các bác mua hàng của Kỳ Lăng Luxury sẽ được giao dịch trực tiếp với em luôn, không phải qua nhân viên, nên là cực kỳ an tâm luôn, cực kỳ an tâm. Mình giao dịch với nhau không phải mình bán hàng theo kiểu là khách hàng tìm đến đưa tiền mua hàng xong về, không có điều đó. Kỳ Lăng Luxury đích thân em là muốn, rất là muốn giao lưu với tất cả anh em mọi miền Tổ quốc. Được giao lưu với một người đó là một cái duyên, và em sẽ luôn trân trọng cái duyên đó và phục vụ cho tất cả các bác cực kỳ đã, các bác cực kỳ thoải mái. Em sẽ luôn luôn làm hài lòng tất cả mọi người.
Và một cái điều nữa mà Kỳ Lân Luxury mới vừa triển khai, đó là bên em có cái chương trình trả góp cho thẻ tín dụng cũng như là qua chứng minh với lại hộ khẩu. Thì nếu như bác nào có thẻ tín dụng có hạn mức được ngân hàng cấp trả trước thì có thể đến quẹt thẻ và mua trả góp rất là nhanh. Hoặc các bác nào không thích trả góp thì mình có thể quẹt thẻ bình thường, quẹt thẻ tính tiền. Và em có đem máy quẹt thẻ đến tận nhà của mọi người để quẹt thẻ luôn, giao lưu các bác tận nhà, tận nơi. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái màn hình phía trước chạy. Những con đèo, những đường dốc, đồi dốc, đó là đặc điểm của Đà Lạt, một thành phố không đèn đỏ. Và bây giờ mình đang đi sổ dốc xuống một cái đường rất là lạ. Sở thích của em là muốn sưu tầm những sản phẩm đẳng cấp độc lạ, chính hãng, nguyên bản nguyên zin, và đó là về sản phẩm. Còn về du lịch hay gì này thì rất muốn kiếm săn lùng những địa điểm, những chỗ nó lạ, nó độc mà người ta chưa khám phá ra. Nó đã lắm, mỗi lần khám phá ra một địa điểm, một địa danh hay là một cái chỗ nào mà trong một cái khu du lịch mà rất nhiều người biết đến đi, nhưng mà có những chỗ trong đó chưa ai biết đến. Em rất thích. Đó, các bác nhìn nè, những ngôi nhà trên đồi, những ngôi nhà ở thung lũng, những ngôi nhà nói chung là nhấp nhô. Đó, đi một vòng cũng quay lại vị trí cũ, đặc điểm nó là vậy đó. Ôi giời ơi, kiếm chỗ đậu rồi. Rất là đẹp. Wow, một địa điểm, một nơi rất là lý tưởng để mà mình thực hiện video clip. Đây, các bác xem. Vâng, và như vậy là video clip giới thiệu về chiếc điện thoại Vertu Signature S full box, đầy đủ hộp sách, đầy đủ phụ kiện, nguyên bản nguyên zin chính hãng, như mới, em nhấn mạnh lại là như mới, nguyên bản nguyên zin chính hãng, chiếc điện thoại Vertu full box, hộp sách đầy đủ của Kỳ Lân Luxury. Đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video clip từ đầu đến giờ. Và nếu như cảm thấy thương, quý mến Kỳ Lân Luxury, quý mến em, thì hãy giúp em chia sẻ video này đến với tất cả mọi người đam mê những sản phẩm đẳng cấp chính hãng, nguyên bản nguyên zin, để mua được những sản phẩm đẳng cấp nguyên bản nguyên zin chính hãng nha. Và để mà theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo, những video cực kỳ hấp dẫn, những video về những sản phẩm cực kỳ hiếm và ở những địa danh cực kỳ đẹp cùng với những sản phẩm đẳng cấp của Kỳ Lân Luxury, thì hãy đăng ký kênh YouTube này ngay từ lúc bây giờ, và hãy like theo dõi fanpage của Kỳ Lân Luxury ngay từ lúc bây giờ. Bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.